Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tự Tin Để Đẹp. Ngay bây giờ Kim Thoa mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhân vật của chương trình ngày hôm nay, đó chính là bạn Thu Thảo ở quận Bình Tân. Và trước mắt thì cũng đã đến nhà của bạn ấy rồi, chúng ta hãy cùng vào trong để tìm hiểu công việc cũng như là cuộc sống của Thu Thảo quý vị nha. Dạ con chào chú, chào em, cho chị hỏi phải nhà của Thu Thảo không ạ? Dạ phải chị. Em là Thu Thảo hả? Dạ. Chị là Kim Thoa đến từ chương trình Tự Tin Để Đẹp, chị vào nhà được không? Dạ phải. Rồi. Bạn Phạm Thu Thảo, 20 tuổi, đã lập gia đình được hơn 1 năm và hiện đang làm công việc kế toán cho công ty vận tải của gia đình. Một cô gái còn rất trẻ nhưng lại không tự tin với ngoại hình của mình. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của cô ấy. Hồi nãy chị vào thì thấy có một em bé. Con em. Con của em. Dạ. Được mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rưỡi rồi. Mới có 2 tháng rưỡi thôi. Mà cũng đã trở lại với công việc rồi hả? Thì chỉ có ở nhà viết hóa đơn này kia rồi, thì đôi khi thì đi gặp mấy khách công ty khác á để giao hóa đơn này kia để chuyển tiền này nọ thôi. Bây giờ cũng đang là dịp gần cuối năm rồi, chắc có lẽ là công việc cũng tất bật hơn thường ngày đúng không? Dạ, dạo này thì xe chạy không có thời gian nghỉ. Dạ. Vì sao Thảo lại đăng ký tham gia chương trình? Tự do nghĩ từ lúc có chồng rồi ít khi đi giao tiếp bạn bè á, rồi quên đi cái xu hướng mà kiểu như ăn mặc này kia, nhiều khi với bạn bè nói ở sao lại mặc kỳ này nọ rồi trông bình thường quá, rồi đi trang điểm thì lại không biết trang điểm sao. Hiện tại thì Thảo bao nhiêu ký? Dạ 61 ký vậy. Hồi gái nó cũng nhiều ký lắm chị, hồi gái cũng 55 ký. Bao nhiêu? 55. Hồi lúc mà chuẩn bị sinh là 70 ký, rồi sanh xong hôm nay kiêng cử ăn uống này kia bớt thì mới được 60 ký. Nhiều khi mình phối áo bắt đầu nhìn thấy bụng có bụng, eo không có này kia rồi nhìn cũng kỳ kỳ. Vậy thì có ai chê mình là bị mập hay là bị gì kia không mà Thảo lại đăng ký tham gia chương trình? Dạ có chứ, đồng nghiệp em nè. Chồng em nhiều khi mặc đồ này kia rồi cứ kêu à, cái kiểu như người bác thì người ta cứ kêu mày cứ như con ra đại. Cứ kêu sáng chạy bộ đi chứ nhìn gớm. Thảo còn khá là trẻ, chỉ mới 20 tuổi thôi mà đã có em bé rồi, thì cái việc làm mẹ nó với mình ở cái cực cỡ lứa tuổi này thì nó có khó khăn gì với mình không? Dạ mới đầu làm mẹ mà chị, nhiều khi nó cũng còn bỡ ngỡ, nhiều khi con khóc con la mình chẳng biết làm sao hết. Mệt rồi em, nhiều khi mình muốn trở bạo luôn. Ông xã thì có phụ giúp gì trong việc chăm sóc bé cho Thảo không? Dạ không, anh đi suốt ngày chạy sáng sớm vậy là nựng xíu cái là anh đi, trưa về ăn cơm cái anh đi tiếp thì tối mới về. Ở một cái lứa tuổi như Thảo thì hầu như là còn rất là nhiều các bạn còn đang gọi là cái tuổi đi học nè, tuổi ăn tuổi chơi nè. Tại sao lại quyết định lập gia đình sớm như vậy? Cũng do duyên nữa chị, mình cũng đâu biết đường đâu mà mò chị. Thì quen nhau rồi tự nhiên cái nghĩ tới cưới nhau luôn, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ cưới trong giai đoạn này. Những cái trang phục thường ngày mà Thảo hay mặc là những trang phục như thế nào? Em cũng mặc quần jean áo thun này thôi chị. Vậy hả? Cứ quần jean áo thun như thế thôi. Còn đầm thì Thảo cũng không mặc luôn. Dạ từ hồi lúc con gái thì đám cưới đám đồ này kia thì mặc, mà sau này bắt đầu có chồng có con rồi thì tới bây giờ không có mặc đầm mặc đồ gì nữa. Ít mặc đúng không? Nhiều khi có con thì mình cũng muốn cái nào cho nó gọn gàng nhất để cái tiện. Thứ hai nữa, người ta nhìn vào con mắt mình là người con gái có chồng có con rồi á, phấn son lè lè quá nhìn cũng được mà hở hang quá cũng không được, nên nhiều cái mình cũng ngại. Ngại về ngoại hình có phần đầy đặn khiến Thu Thảo không tự tin trong công việc và cuộc sống. Hãy cùng stylist Hannah Bong ở cửa hàng thời trang Thóc tư vấn cho cô ấy. Ngày hôm nay Kim Thoa lại đưa bạn Thu Thảo là nhân vật tiếp theo của chương trình đến đây để gặp stylist Bong. Và thực sự là rất là muốn nhờ Bong có thể tư vấn cho bạn Thảo về cái phong cách ăn mặc của bạn ấy. Thứ nhất thì cái cơ thể của phụ nữ mới sinh em bé xong ấy sẽ có một vài cái mà gọi là ưu điểm nhìn thấy rõ luôn, như là bắp tay này, phần vòng hai này, nhiều người còn bị đùi và mông nữa. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lựa những cái trang phục có thể giúp mình khắc phục những cái nhược điểm đó. Dạ. Rồi bây giờ thì khi mà nghe stylist Bong nói vậy thì có lẽ là Thảo cũng đã yên tâm là chắc chắn là chị ấy cũng sẽ giúp cho mình lựa chọn những cái trang phục phù hợp đúng không? Rồi xin mời Bong. Rồi, nhé thì Bông sẽ tư vấn cho chị Thảo một cái bộ đầm xua như thế này, màu hơi tối. Yeah. Thì cái màu sắc tối là giúp cho mình giảm cảm giác là ngồi mình bị bự hơn ấy. Yeah. Và những cái chi tiết này là chi tiết đánh lạc hướng này và những cái phần khác này, yeah, không liên quan đến nhược điểm của mình.
đầm xuông thì về phong dáng đó là cover những cái nhược điểm rất là tốt rồi. Những cái kiểu đầm như thế này gọi là đầm an toàn. Ngoài ra thì mình có thể làm mới cái đầm xuông của mình đi bằng cách là mình lựa chọn những cái chi tiết màu sắc, họa tiết, chất liệu khác thì nó vui mắt hơn. Thì nó cũng giúp cho mình thứ nhất là kiểu nhìn nó sẽ mới mẻ hơn, thay vì một cái kiểu đầm mà chỉ đơn sắc bình thường mình mặc nhiều mình cũng sẽ cảm thấy rất là chán. Thì đây cũng là một cái tip để mình thay đổi bản thân này, rất là đơn giản. Phố Lân Gia em có những cái màu sắc như thế này cũng là một trong số những màu sắc an toàn và trung tính với các màu da, là mình hoàn toàn yên tâm nhé. Mình chọn được những cái màu như thế này. Vậy cái độ xương của nó sao chị? Thật ra thì độ xuông của nó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái, nếu bạn chọn một cái trang phục quá xuông hoặc là cái độ xuông nó quá rộng thì nó sẽ hơi lùng bùng, nhưng mà xuông có cái phần lụn vào hơi ôm một chút xíu thì nó thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một trang phục thú vị hơn một chút xíu. Thì cái trang phục này ấy, nó có cái chi tiết cổ cắt chữ V khá sâu và rộng, phần tay liền với thân áo, cũng là phong xuông đã được phá đi, và cái chi tiết ở phần cuối của cái đầm thì nó thu gọn lại, thì nó nhỏ hơn, nó ôm vào người hơn một chút. Dạ. Bạn đã mặc cái kiểu trang phục này bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Có thấy ngại khi mà thử những trang phục như thế này không? Có cái điều gì làm bạn không thoải mái không? Nhìn thấy nó hơi lạ nhưng mà cũng thích thử. Bạn có biết tại sao bông lửa trang phục này cho bạn không? Vì nhất là cánh tay, thứ hai là phần em. Đúng rồi. Và cái chi tiết ở phần cổ này ấy, nó sẽ làm cho mình nhìn ốm hơn. Vâng. Nó sẽ hở những cái phần xương ở vai này, và nó cắt ở những cái điểm mà mình cảm giác là không diễn được cái ưu điểm của mình. Mong nghĩ đây sẽ là cái trang phục cuối cùng mà mong là chúng ta được. Một trang phục rất là hiện đại đúng không? Cái này sẽ cần thêm phụ kiện. Mình có thể thêm những cái vòng cổ bản lớn hoặc là vòng cổ dây dài, bông tai, nhẫn hoặc là vòng tay, nhưng mà không phải là tất cả cùng xuất hiện một lúc. 2/4 những thứ đó là ok rồi. Bông có một cái lời khuyên là cô Thảo có thể nên thay đổi cả những cái trang phục mà mặc thường nhật của mình. Ví dụ như cái set đồ mà hiện giờ cô Thảo đang mặc ấy, thì nó tố cáo rất là nhiều những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình. Độ dài của quần và áo và sự tương xứng giữa các trang phục về màu sắc cũng là một cái mà mình phải lưu ý trong cách mà mình lựa chọn trang phục hàng ngày. Cảm ơn Bông một lần nữa ngày hôm nay đã tư vấn về cái cách lựa chọn trang phục cho bạn Thu Thảo. Và bây giờ thì Thảo ơi, chúng ta sẽ cùng tạm biệt stylist Bông. Kim Thoa sẽ đưa bạn đến với salon tóc Rita để make up và làm tóc nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các chuyên gia tại salon tóc Rita. Chào anh Vic. Xin chào. Rồi, Thảo vào đây. Xin giới thiệu với Vic, đây chính là bạn Thu Thảo, là nhân vật của chương trình Tự tin đẹp ngày hôm nay. Và hiện tại thì bạn ấy đang có một cái mái tóc hơi xù một tí xíu. Chính vì vậy mà Vic hãy cố gắng là giúp cho Thảo có một mái tóc thật là mới, cũng như là cái cách make up thật là hợp với bạn ấy, để bạn ấy mình khoe với ông xã cũng như là gia đình của mình nữa, đúng không? Rồi, dạ, bây giờ chúng ta hãy cùng vào làm nha. Dạ, xin mời. Rồi, mình là một người trẻ, thứ nhất là cái thứ hai của mình đã làm được một mái tóc rất là đẹp. Đẹp là vì tại sao? Có một độ bồng bềnh và rất là dày. Mà bây giờ á, gương mặt của mình á rất là đẹp vào khúc này, thì mình thứ nhất là mình cần phải show ra, mình cần phải cho mọi người thấy được là mình đẹp ở chỗ này. Vì thế là mình sẽ thay đổi hoàn toàn mái tóc này với một cái phong tóc bóp nhưng rất là cá tính và rất là trẻ trung ha, hợp với mình hơn. Mình sẽ loại bỏ đi những phần uống này vì trông mình nó hơi dài dặn một chút. Rồi bên cạnh cái việc mà mình sẽ thay đổi hoàn toàn mái tóc này qua một phần tóc bóp, thì mình sẽ dùng một màu nâu ánh đỏ và một chút highlight đỏ nhẹ, thì nó càng làm cho mình thứ nhất là tóc đẹp nè, màu đẹp nè, và cho mình đẹp hơn nữa nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu làm việc. Bạn Phạm Thu Thảo, cô gái có khuôn mặt rất dễ thương này đang muốn thay đổi phong cách của bản thân để được tự tin hơn khi quay lại công việc sau thời gian sinh con. Cô ấy sẽ thay đổi như thế nào? Đến với chương trình để nhìn thấy con gái mình thay đổi, mẹ của Thu Thảo sẽ phản ứng ra sao? Xin mời Thu Thảo.
Và đây chính là cô gái trẻ với một hình ảnh hoàn toàn mới, Phạm Thu Thảo. Đấy. Cô thì thấy con gái của mình ngày hôm nay như thế nào? Đẹp. Còn gì nữa không ạ? Rất sang trọng. Đẹp nè, sang trọng. Đó là những lời khen mà mẹ của mình dành cho Thảo ngày hôm nay. Dạ. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Rất vui, với lại thấy mình tự tin hơn. Tự tin hơn, đúng không? Còn khi mà được các chuyên gia tháo tấm màn ở trên bức gương xuống đó, cái cảm giác lúc đó so với bây giờ thì nó như thế nào? Nhận mình không ra nữa. Lúc đầu thì cũng ngượng lắm, nhưng mà cũng nhận thấy quen. Khi mà nhìn mình trong gương được đẹp, được lộng lẫy hơn, tất nhiên là phải thích rồi, đúng không nào? Thay thế những kiểu quần jean áo thun tiện lợi nhưng làm lộ nhiều khuyết điểm cơ thể, bạn Thu Thảo được tư vấn với một chiếc đầm suông rộng cao quá gối và phần cổ khoét sâu, giúp cô ấy trông gợi cảm và cá tính hơn. Mái tóc đã được cắt ngắn, nhuộm thêm chút màu sắc và uốn cúp ôm khuôn mặt, cùng kiểu trang điểm ấn tượng từ chuyên gia salon tóc Rita, giúp diện mạo mới của Thu Thảo thực sự mới lạ và nổi bật hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Rồi, cái bắt tay như vậy thì cũng đã nói lên là bạn Thảo cũng đã rất là cảm ơn anh Vic ngày hôm nay đã làm cho Thảo trở nên xinh đẹp và sang trọng như thế này, đúng không Thảo? Dạ. Và hy vọng là những lời khuyên của anh Vic thì bạn sẽ áp dụng nó với cuộc sống thường ngày của mình và càng ngày sẽ giúp cho bạn đẹp hơn và tự tin hơn như ngày hôm nay Thảo nha. Dạ. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn anh Vic của Salon Tóc Rita. Cảm ơn cô và cảm ơn Thảo đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, nhân vật tiếp theo của chương trình Tự tin đầy đẹp ngày hôm nay, nhà ở hơi xa một tí xíu, đó là ở Thủ Đức. Nhưng mà khi được đi đến làm đẹp cho các chị em thì hầu như chúng tôi cũng đều rất là hăng hái. Và nhà chị ấy thì cũng đã ở phía trước kia rồi, nhưng bây giờ thì chúng ta cùng vào nhà chị ấy nha. Chị ơi, em là Kim Thoa đến từ chương trình Tự tin đầy đẹp. Chào con. Chị Nguyễn Ngọc Huyền, 31 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty về xe máy, đã lập gia đình và có một bé trai. Hãy cùng MC Kim Thoa tìm hiểu câu chuyện của chị ấy. Trước tiên thì em cũng rất là muốn biết là công việc hiện tại của chị Huyền á, là chị đang làm gì? Công việc hiện tại của chị là mình làm nhân viên kế toán của một công ty đa. Hàng ngày thì công việc của mình lên trên công ty thì mình kiểm tra chứng từ nè, rồi nhập sổ sách, rồi làm lương, làm thuế. Nói chung là trong công việc là tùy từng lúc, ví dụ như đầu tháng với lại cuối tháng thì nó hơi vất vả một tí. Cuối tháng thì bình thường hay là làm lương cho mọi người nên nó dồn lại, đúng không? Làm lương làm rồi. Nhưng mà cái giai đoạn đó lúc nào cũng là tất cả mọi người đều thích hết á. Trong công việc của mình thì đôi lúc nó cũng căng thẳng. Thì làm bên cái mảng xe máy á, nó rất là nhiều. Nói chung là cái số liệu của nó rất là nhiều. Mà nếu như mà em nhìn vào chị thì hình như là chị khác rồi. Khi mà chị bầu em bé đó, là chị có tăng lên ký nhiều không? Khi đó mình tăng lên 10 kg. 10 kg. Đúng rồi, khi xong rồi mình sinh xong thì mình trở lại bình thường. Chị thì chị có thích cái thân hình của mình nó cỡ như thế này không? Hay là không, chị đây mình nó mập hơn tí nữa. Vì nhìn cái thân hình mình bây giờ người ta gọi là quá gầy. Đúng rồi. Em cũng thấy gầy. Chị cao 1m mấy chị Huyền ha? 59. Sao ra cũng hơi gầy một tí xíu. Lý do vì sao mà chị lại đăng ký tham gia chương trình? Cái lý do thì do mình á thì ai cũng bảo mình lúa quá. Đi làm mà các nhân viên của mình ai cũng kêu sao mà dạo mình lúa. Nói chung là từ lúa không thể nào mà diễn tả được cái lúa của mình. Bởi vậy mình thấy nhiều chị, nhiều người bạn của mình á, cứ bảo là thôi tham gia cái chương trình Tự tin để đẹp đi, để cho người ta tư vấn cho cái cách ăn mặc của mình sao để cho nó phù hợp, để cho nó đẹp lên. Đồng nghiệp của chị là những người mà nhớ chị lúa, đúng không? Đúng rồi. Còn những người thân trong gia đình mình thì sao? Những người thân trong gia đình ai cũng bảo, ai cũng kêu nhìn giống nhà quê quá. Đâu là những cái trang phục mà chị hay mặc, là những cái trang phục nào mà bị chê như vậy? Mình thường á, mình đi ra mình mặc áo thun đơn giản với quần đinh hoặc là áo sơ mi rồi vậy thôi, chứ ít có khi nào mà đầm váy rồi vậy. Vậy hả? Nhưng mà cũng có đúng không chị? Đúng rồi, cũng có, trừ khi là mình đi đám cưới hoặc là đi dạ tiệc, rồi có cái tiệc gì đó thì mình mặc đầm thôi. Còn không, bình thường là áo thun đơn giản, áo sơ mi đơn giản vậy thôi. Đi làm mặc đồ như thế nào chị? Đi làm thì mình mặc đồ của đồng phục của công ty. Còn make up thì như thế nào? Tự ở nhà làm hay là phải ra tiệm? Không có make up này, không biết make up là gì hết. Vậy hả? Đúng rồi. Không sơn môi luôn? Không.
Nói chung là bởi vậy ai cũng bảo là sao mà nhìn nhà quê quá. Nói chung là không vừa cái trang điểm là gì hết. Dạ. Cái lúa mình nhận ra là rất là lâu rồi. À. Vì từ nhỏ giờ nghĩ tới lớn, tới khi đi sinh viên, khi đi học ra trường rồi mình cũng thấy mình cũng có như vậy hoài. À. Mình nhìn bạn bè mình thì ai cũng xinh cũng đẹp. Mà nhìn lại mình sao mình thấy mình lúa quá. Nhận ra từ lâu lắm rồi, từ cái thời sinh viên tới giờ. Từ thời sinh viên tới giờ. Tại sao bây giờ mới lại chịu thay đổi? Tại vì á, ngày xưa mình chỉ nghĩ là mình đi học rồi đi làm, chứ mình cũng không quan tâm đến cái cuộc sống, không quan tâm đến bản thân mình cho lắm. Không quan tâm đến bề ngoài mình cho lắm. Mình khi mình nhìn thấy cái chương trình này á, thì mình thấy nó rất là hay. Bởi vậy mình muốn thay đổi bản thân của mình. Tức là từ trước tới giờ chị nghĩ là cái vẻ đẹp bên ngoài nó không có quan trọng lắm. Đúng rồi. Rất nhiều chị em tham gia chương trình, rất nhiều chị cũng đã tâm sự với em về việc đó. Bắt đầu thì bây giờ chị nên thay đổi cái tư tưởng đó và phải biết chăm chút hơn cho bản thân của mình để cho chị tự tin hơn. Cái cuộc sống hiện tại của chị hài lòng chưa? Nhưng cuộc sống hiện tại của mình thì mình rất là hài lòng. Công việc đó thì cũng ổn định, cũng có con vui vẻ trong cuộc sống. Nói chung là trong cuộc sống hiện tại của mình không có phàn nàn cái gì hết. Giờ thì Kim Thanh sẽ đưa chị Ngọc Huyền đến với shop thời trang Thúc ở đường Lê Văn Sĩ. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong để gặp gỡ stylist của shop chị nha. Mặc dù mới sinh con nhưng vóc dáng của chị Ngọc Huyền vẫn khá gầy, vì vậy chị rất khó khăn trong lựa chọn trang phục cho mình. Chị sẽ được stylist Hannah Bong tư vấn ra sao? Stylist Hannah Bong kia rồi, chào Bong. Xin giới thiệu với chị Ngọc Huyền, đây chính là stylist Hannah Bong của shop thời trang Thóc. Thì ngày hôm nay bạn ấy sẽ tư vấn tận tình và rất là chi tiết cho chị về cái phong cách ăn mặc của mình như thế nào phù hợp nhất. Và còn đây là chị Ngọc Huyền đúng không? Dạ. Bây giờ đầu tiên thì với cái ngoại hình hiện tại của chị Ngọc Huyền và với cái trang phục này nữa thì theo Bong thì nó như thế nào? Mình thấy là chị ấy phải ổn. Đúng rồi, mình chị không có ký 40 kg. Ổn rồi. Thì em cảm giác là mình cần phải thay đổi cũng hơi nhiều. Vậy là một cái phong cách rồi, nhìn khác lạ. Mình chuẩn bị tinh thần. Khuyết điểm lớn của ngoại hình của mình đó là mình quá gầy. Mình ăn, mình mặc, không biết là mặc cái đồ gì để cho nó phù hợp. Chị thường hay mặc cái trang phục như thế nào? Mình thì ở nhà mình đi làm cái đồ vẫn mặc cái kiểu như áo sơ mi quần tây hoặc là áo thun quần đinh là vậy. Màu sắc thì sao ạ? Màu sắc thì nói chung là như là cũng đơn giản, mấy cái màu mà không có nổi bật cho lắm. Vậy là chị ổn như vậy. Đúng rồi. Rất là kiếm thì đúng sợ rồi. Là mình ổn thôi. Bây giờ thì stylist Bong sẽ đưa chị đi lựa chọn những cái trang phục cho chị nha. Em nghĩ là cái vì là mình ốm cho nên là có thể là những cái phần mà xương vai ấy và xương cánh tay nó sẽ lộ rất là rõ. Nên nếu kiểu như là mình đi làm thì mình có thể lựa chọn những trang phục hoặc là màu sắc thì đơn giản sẽ phù hợp cho việc mình làm văn phòng ấy. Đen và trắng cũng ok. Nếu như mà áo và chân váy đều quá đơn giản thì nhìn nó sẽ đơn điệu và người ta sẽ chú ý hơn vào cái vóc dáng của mình. Thì mình đã lựa một cái chân váy hơi phá cách một chút xíu. Đây có phần thiết kế ren ở dưới, làm cho cái chân váy nhìn sẽ không đơn điệu nữa. Đây là một bộ trang phục dùng để đi làm. Chị có biết là mặc đồ hở vai không ạ? Không có tay. Không đồ hở vai, không có tay thì trừ những cái lúc mà mình đi đám cưới thì mình mới mặc. Chứ bình thường thì mình cũng không có mặc, tại vì mình cảm thấy mình ốm quá, mình mặc thì thấy nó gầy hơn. Thật ra trang phục hở vai thì không có kén cái người mà quá mập hay là quá ốm đâu. Thì quan trọng là cái phần vai đó, cái bản vai của cái trang phục đó nó cắt sâu hay là không. Và cái độ lớn của cái phần cắt đó nó sao thì nó sẽ phù hợp với cả cái cơ thể của mình. Nếu mà chị chọn những trang phục mà nó cắt vào sâu quá thì nó sẽ lộ cái phần xương vai ra nên mình sẽ càng ốm hơn. Ở đây cũng có một cái phần chi tiết lên rất là thú vị. Và màu hồng nữa. Chất liệu này cũng là một chất liệu mà có thể giúp cho mình đánh lừa cảm giác. Mình sẽ đỡ ốm hơn. Những cái trang phục mà mình nên tránh ấy là những cái trang phục mà có phần dụ như là phần ngực quá trễ, phần cốt ngực quá sâu. Thì cái phần ngực của mình thì nó không có đầy đặn lắm nên mình. Thế nên là nó sẽ là một dạng kiểu phô diễn khuyết điểm của mình. Trang phục như thế này thì có thể là mình sẽ không mặc được. Ngoài ra thì những kiểu đầm như thế này, phối phần xếp ly, màu sắc sáng sủa, phong dáng đơn giản, mình có thể dùng để đi chơi, đi dạo phố với bạn bè, đi cà phê. Chúng ta sẽ đi thử những cái trang phục này xem có hợp hay không nhé. Chị thấy trang phục này như thế nào? Thấy trang phục này nó rất là đẹp, nó phù hợp với
có lẽ là nó phù hợp với dáng vóc của mình. Tại vì mình ốm quá cho nên mình chọn những cái trang phục là vừa mặc vô làm sao để cho người mình nó nhìn nó đầy đặn, nó không có ốm quá ốm. Yeah. Ngoài ra thì có hai điểm, cái này là những cái tip nhỏ bông dành tặng cho chị. Thì dù là mình có lựa chọn trang phục gì đi chăng nữa, mình thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì yếu tố mà thoải mái với trang phục rất là quan trọng. Mình sẽ cảm thấy là mình gắn kết trang phục đó và mình tự tin khi mặc những cái trang phục đó. Đó là một trong số những cái bí quyết quan trọng để lựa đồ. Chuyện thứ hai nữa là mình có thể thay đổi các cách ăn mặc của mình ngay trong mỗi một ngày mình thức dậy, mình đi làm, mình đi đâu, thậm chí là đi chợ đi chăng nữa. Mình hãy tập cho mình một cái thói quen mặc đẹp. Đấy là cái xây dựng cho mình một cái thói quen. Và đến lúc mà tự chị sẽ không nhận ra, đến một thời điểm ở đấy thì mặc đẹp đã trở thành bản năng rồi. Đúng rồi. Cái lời khuyên vừa rồi của Bông thì không phải dành riêng cho chị Huyền, mà hình như là cho cả Kim Thoa và tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nữa. Kim Thoa và chị Huyền rất là cảm ơn Bông ngày hôm nay đã dành một cái thời gian của mình để có một số lời khuyên rất là chân thành dành cho chị Huyền cũng như là quý vị khán giả. À, chị Huyền, bây giờ thì em sẽ giao cái trang phục mới này cho chị. Hai chị em mình sẽ tạm biệt stylist Bông để cùng đến với salon tóc Rita để make up và làm tóc chị nha. Mời chị Huyền vào đây. Xin chào. Xin chào. Chị Huyền vào đây. Giới thiệu với chị Huyền, đây chính là chuyên gia của salon tóc Rita ngày hôm nay. Chính tay anh ấy sẽ làm tóc cho chị cũng như là make up cho chị trở nên thật là quyến rũ với cái trang phục mà lúc sáng mình chọn đó. Bây giờ chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm đẹp cho chị Huyền ạ. Dạ, xin mời. Dạ, hôm nay là ちょっと大体これぐらいボブぐらいまで切るので、これくらいボブまで切って Nói chung là chị Huyền nhà em thì chị ăn mặc thì đơn giản bình thường. Đơn giản thật sự là đơn giản quá mức. Dạ đúng rồi chị. Tự bản thân mình cũng thấy mình lúa quá cho nên mình mới muốn để đăng ký chương trình này để tư vấn để mình tự tin hơn, để nhìn mình coi mình có đẹp lên hơn được không. Bạn bè, gia đình và ngay cả bản thân cũng cho rằng phong cách của mình quá đơn giản và quê mùa. Vậy chị Ngọc Huyền sẽ thay đổi điều đó như thế nào khi đến với Tự Tin Để Đẹp? Xin mời chị Ngọc Huyền. Cô em gái sẽ đón nhận hình ảnh mới của chị Ngọc Huyền như thế nào? Xin chào đón một phong cách mới của bà mẹ một con Nguyễn Ngọc Huyền. Trông thấy như thế nào? Dạ em thấy là rất bất ngờ chị. Thay đổi một cách ngoạn mục. Chị Huyền, mình thì mình thấy nói chung là cũng rất là bất ngờ. Vì từ người ta gọi là hai lúa và bây giờ mình thay đổi như thế này, cảm thấy là không thể tin vào mắt mình được. Hai lúa bây giờ mình đã chuyển sang thành gạo rồi. Thì mời các chuyên gia mở tấm màn kia thức hương xuống. Bây giờ em rất là muốn biết cái cảm giác lúc đó. Lúc đó thật sự mình không thể tin vào mình nữa. Rất là khác. Một chiếc đầm hồng không tay đơn giản với chút rèn phá cách phía chân không chỉ giúp tôn lên vóc dáng mà còn tạo nên hình ảnh đầy nữ tính và tươi trẻ hơn cho chị Ngọc Huyền. Mái tóc dài đã được nhuộm lại uốn bồng bềnh và tạo mái lệch cùng phần trang điểm đơn giản phù hợp với trang phục cũng đã giúp gương mặt chị thêm hiện đại và xinh đẹp hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Xin cảm ơn ekip. Thánh Tha là cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã thay đổi em một cách rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia đến từ salon tóc Rita. Cảm ơn chị Huy và cảm ơn Trâm vì hôm nay đã nhận được chương trình. Cảm ơn anh. Như vậy là chị Ngọc Huyền của chúng ta ngày hôm nay đã có một bước lột xác rất là ngoạn mục giống như lời của bạn Ngọc Trâm vừa nói. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn thay đổi bản thân mình thì chỉ cần truy cập vào Facebook Tự Tin Để Đẹp để đăng ký quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ thứ bảy tuần sau trên sóng HTV7.